Sáng ngày 6 tháng 6, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo Những cơ hội và thách thức khi giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thông qua hòa giải và trọng tài. Hội thảo là diễn đàn chuyên sâu với chủ đề rộng, đề cập đến tất cả phương thức giải quyết tranh chấp có sẵn cho ngành tín dụng. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, viết tắt VIAC cho biết, việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng cần phải nhanh, gọn, hiệu quả với cơ chế đặc thù. Thông qua hội thảo này, VIAC hy vọng sẽ mang đến cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng những phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau như tòa án, trọng tài hay hòa giải. Dựa vào đó, các doanh nghiệp tài chính ngân hàng có thể tự quyết định lựa chọn một phương thức hiệu quả dành cho doanh nghiệp mình. Bà Nina Mocheva, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết, bà tham dự hội thảo với mục tiêu tìm hiểu những cơ hội cho ngành tài chính ở Việt Nam để hoàn thiện phương thức giải quyết tranh chấp trong tài chính ngân hàng thông qua hòa giải. Bà Nina Mocheva nhấn mạnh, trong những năm qua, Ngân hàng Thế giới rất ấn tượng bởi Việt Nam đã có những bước đổi mới cải cách thể chế trọng tài, cùng với đó một loạt văn bản được. Mặc dù trong thực tế còn phải làm nhiều hơn nữa để đạt được kết quả mong muốn, tuy nhiên với phương thức trọng tài ở Việt Nam, hiện nay chúng ta có thể giải quyết nhiều hơn nữa những tranh chấp trong ngân hàng. Chia sẻ tại buổi hội thảo, luật sư Trương Thành Đức, câu lạc bộ pháp chế ngân hàng cho biết, nếu như trước đây quy định về hòa giải được giải quyết trong tố tụng, thì hiện nay nghị định mới của chính phủ đã mở ra cơ chế giải quyết hòa giải. Đối với trọng tài, trước đây hòa giải lựa chọn cụ thể từ cá nhân, nhưng hiện nay cần qua một trung tâm hòa giải. Và quan trọng nhất, nguyên tắc từ trước đến nay là hòa giải phải tự nguyện. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng cùng Bộ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã trình bày một số nội dung chính của Nghị định 22/2017/ND/CP để hòa giải thương mại, đồng thời đưa ra hai đề xuất. Thứ nhất, đối với Tòa án Nhân dân tối cao, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hòa giải thương mại, khuyến khích sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp, thay thế nói chung và hòa giải thương mại nói riêng. Tòa án Nhân dân tối cao cần tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về hòa giải thương mại cho các thẩm phán tòa kinh tế. Có các hướng dẫn cụ thể về việc công nhận kết quả hòa giải, đồng thời có cơ chế hoạt động hỗ trợ hòa giải thương mại, đặc biệt thông qua công nhận kết quả hòa giải thành, nghiên cứu cơ chế ra một số thẩm phán chuyên trách giải quyết các vụ, việc về công nhận kết quả hòa giải thành. Thứ hai, đối với Bộ Tư pháp, cần hoàn thiện thể chế về hòa giải thương mại, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ hòa giải cho hướng thương mại hoạt động. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về hòa giải thương mại cho cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, có cơ chế hỗ trợ cụ thể để hoạt động hòa giải thương mại phát triển, tổ chức các lớp tập huấn cho hòa giải viên thương mại, cán bộ công tác quản lý hòa giải thương mại, phối hợp Tòa án Nhân dân tối cao kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động hòa giải thương mại. Cũng trong buổi hội thảo, ông Phan Trọng Đạt, Phó Tổng Thư ký VIAC đã lần đầu tiên giới thiệu điều khoản trong trọng tài mẫu, thủ tục rút gọn, dành riêng cho ngân hàng và tín dụng. Điều khoản mẫu được chia ra hai loại, dành cho hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm, giúp bao quát hết hoạt động của ngành tín dụng. Theo đó, điều khoản trọng tài mẫu dành riêng cho ngành tín dụng là thành quả từ thực tiễn, bề dày kinh nghiệm, giải quyết tranh chấp tín dụng cũng như sự đóng góp của nhiều trọng tài viên là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của VIAC. Hội thảo kết thúc sôi nổi trong phần thảo luận của với nhiều câu hỏi từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Trong tương lai, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế hứa hẹn sẽ tổ chức nhiều hội thảo với chủ đề hấp dẫn hơn. Hội thảo kết thúc sôi nổi trong phần thảo luận với nhiều câu hỏi từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Trong tương lai, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế hứa hẹn sẽ tổ chức nhiều hội thảo với chủ đề hấp dẫn hơn nữa dành cho cộng đồng ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Việt Nam.